Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Chào các bạn, Mitsubishi Outlander 2018 lắp ráp trong nước đã chính thức xuất xưởng ngày 23 tháng 1 vừa qua với giá dao động từ 808 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, Outlander 2018 có 3 phiên bản 2.0 CVT, 2.0 CVT Premium và 2.4 CVT Premium với giá bán lần lượt là 808 triệu đồng, 842 triệu đồng và 1,1 tỷ đồng. Đây là các mức giá thấp hơn gần 200 triệu đồng so với chính bản nhập khẩu tương ứng của mẫu xe này trước đó. Vậy hãy cùng Autobuy tìm hiểu xem có những thay đổi nào với mẫu CUV mang thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. Thứ nhất, về mặt thiết kế, có thể thấy Mitsubishi Việt Nam đã giữ nguyên thiết kế và trang bị so với mẫu Outlander nhập khẩu trước đó. Xe có kích thước tổng thể 4.696mm dài, 1.810mm rộng và 1.700mm chiều cao, chiều dài cơ sở 2.670mm, bán kính vòng quanh tối thiểu 5,3m, khoảng sáng gầm xe 190mm. Outlander 2018 lắp ráp trong nước có trọng lượng không tải 1.425 kg với các bản 2.0 lít và 1.530 kg với bản 2.4 lít. Cả ba phiên bản cùng sử dụng mâm 18 inch với cỡ lốp 225/55R18. Hệ thống treo trước là MacPherson và treo sau là liên kết đa điểm. Hai phanh trước sau cùng là phanh đĩa, trong đó phanh trước có thông gió. Như vậy, so với các đối thủ cùng phân khúc đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc như Mazda CX-5 2018, Honda CR-V 2018 hay Hyundai Tucson, Outlander 2018 có chiều dài lớn nhất. Chiều dài cơ sở tương đương Tucson, trong khi khoảng sáng gầm cao hơn xe Hàn Quốc gần 20mm, nhưng lại kém từ 8-20mm so với xe Nhật khác. Về tổng thể, Outlander 2018 vẫn lấy ngôn ngữ thiết kế Dynamic Steel làm kim chỉ nam, với lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn với những viền mạ chrome bản lớn nhưng không tách biệt và bao bọc luôn cả cụm đèn pha, tạo ra một liên kết thống nhất từ cản trước tới nắp capo. Cụm đèn pha dạng bóng chiếu vẫn halogen trên bản thấp nhất 2.0 CVT và công nghệ LED đi kèm tính năng rửa đèn trên hai bản cao cấp hơn. Đèn sương mù halogen và đèn hậu LED được trang bị như nhau trên cả ba phiên bản. Khác với bản nhập khẩu, 2.0 CVT cũng đã có gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sửa như một trang bị tiêu chuẩn. Riêng phiên bản cao cấp nhất là 2.4 lít có cốp đóng mở điện. Nội thất của Outlander 2018 lắp ráp trong nước dù vẫn giữ những thiết kế và trang bị như xe nhập như ghế nỉ, ghế chỉnh cơ trên bản thấp nhất và ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lễ chuyển số trên vô lăng, cửa sổ trời trên hai bản cao cấp. Tuy nhiên, xe có trang bị tiêu chuẩn khác biệt so với xe nhập là hệ thống kiểm soát hành trình trên cả 3 phiên bản, hệ thống giải trí 6 loa với đầu DVD tích hợp hệ thống Navi dẫn đường. Phiên bản thấp nhất là 2.0 CVT cũng đã có khóa thông minh, khởi động nút nhấn. Thưa các bạn, theo Mitsubishi Việt Nam, Outlander có khả năng cách âm hàng đầu phân khúc CUV, đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối bên trong khoang lái thông qua các vật liệu cách âm và hấp thu tiếng ồn cũng như hệ thống gioăng cửa chống ồn. Đặc biệt, Outlander có thiết kế 7 chỗ ngồi mà thực chất là 5+2 với hàng ghế thứ 3 chỉ dành cho trẻ em trên tất cả các phiên bản. Thiết kế này tương tự các đối thủ cùng phân khúc cùng tới từ Nhật Bản như Honda CR-V 2018, Nissan X-Trail. Xe được đánh giá cao nhờ khoang nội thất 7 chỗ rộng rãi và không gian chứa đồ lớn lên tới 1.792 lít. Một điểm cộng trên Outlander 2018 lắp ráp là trang bị điều hòa tự động hai vùng, đã trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Tuy nhiên, một điểm yếu được nhiều người dùng đánh giá trên xe Outlander kể cả xe nhập và xe lắp ráp là không có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 nên sẽ bất lợi trong điều kiện thời tiết nhiệt đới như tại Việt Nam. An toàn cũng là điểm nhấn của Outlander mới, trong đó khung xe ride là chìa khóa giúp Outlander luôn duy trì tính an toàn ở mức tối đa. Cấu tạo bởi vật liệu thép gia cường có độ cứng cao, khung xe ride vừa hạn chế tác động lên người bên trong xe khi có va chạm, vừa đem lại sự vững chắc khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao. Đặc biệt, cả ba phiên bản của Outlander mới sở hữu đầy đủ trang bị an toàn cao cấp, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình. Phiên bản cao cấp nhất 2.4 lít có phanh điện tử cùng chức năng Auto Hold, cảm biến lùi. Trái tim của Outlander 2018 là hai loại động cơ xăng dung tích 2.0 và 2.4 lít. Cụ thể, khối động cơ xăng 2.0 lít trên Outlander 2.0 CVT và Outlander 2.0 CVT Premium là loại DOSC MiVec cho công suất cực đại 145 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.200 vòng trên phút.
Trong khi đó, phiên bản Outlander 2.4 CVT Premium sử dụng động cơ xăng 2.4 lít DOHC Mivec cho công suất cực đại 167 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 222 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Đặc biệt, phiên bản này sử dụng hệ thống dẫn động hai cầu. Như vậy, động cơ của Outlander 2018 yếu hơn một chút so với các đối thủ cùng phân khúc về mã lực nhưng nhỉnh hơn về mô men xoắn. Theo trải nghiệm nhanh của biên tập viên Autobuy tại nhà máy của Mitsubishi Việt Nam tại Bình Dương, trong khi xe 2.0 CVT tăng tốc hơi đuối thì bản 2.4 đáp ứng khá tốt. Điểm mạnh của cả hai xe là khả năng ổn định khá tốt khi đi vào đường gồ ghề cùng ống kính vòng quay khá nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy thiết kế của Outlander 2018 lắp ráp giữ nguyên như xe nhập khẩu nhưng có thêm nhiều trang bị hữu ích và đặc biệt có giá hấp dẫn hơn tới gần 200 triệu đồng. Nhiều người có thể sẽ hoài nghi về chất lượng xe lắp ráp trong nước, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, gần như toàn bộ linh kiện của xe được nhập khẩu từ Nhật Bản, xe lắp ráp tại Việt Nam đã được chuyển sang Nhật Bản để thử nghiệm. Khi Mitsubishi Nhật Bản kiểm tra thấy chất lượng tương đương với xe sản xuất tại Nhật Bản thì mới cho lắp ráp tại Việt Nam. Như vậy, có thể nói việc giảm giá sâu của Outlander 2018 lắp ráp trong nước có được là do hưởng lợi từ việc nhập linh kiện có thuế suất thấp hơn nhập xe nguyên chiếc. Đồng thời có thể do chiến lược bán hàng với quy mô lớn hơn đi cùng cam kết mở rộng sản xuất, hoạt động lâu dài của Mitsubishi Việt Nam. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Outlander 2018 còn xuất hiện trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang khan hiếm nguồn cung, giá xe tăng vọt chứ không giảm như mong đợi của nhiều người. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để mẫu SUV thương hiệu Nhật gặt hái thành công tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.